chào các bạn, hiện tại trên thị trường có rất nhiều dòng điện tăng tiện nghi hay còn gọi là điện mattress topper. Nếu các bạn đã đi nghỉ ở các khách sạn resort 5 sao rồi thì các bạn sẽ biết đến dòng điện này. Và các bạn có về nhà các bạn tìm kiếm trên mạng hoặc ra các cửa hàng đại lý ngoài kia mà các bạn tìm được điện topper. Và trong quá trình tìm kiếm thì chắc chắn các bạn sẽ gặp rất nhiều mức giá, có thể đâu đó chỉ khoảng 500-700 nghìn, đến có những cái điện đến khoảng 9 triệu, 10 triệu cũng có. Vậy thì có những sự khác biệt nào ở những cái điện topper với những mức giá khác nhau như này? Và đâu là một chiếc điện topper hoàn hảo và ưng ý, đúng tiêu chuẩn khách sạn resort 5 sao nhất cho các bạn là lựa chọn trong gia đình? Ở đây hiện tại thì chúng tôi đang có hai cái điện topper ở đây. Một cái là điện topper quả đa năng, và một cái đây là điện topper thông thường chúng tôi có đặt trên thị trường. Với mức giá của cái điện này hiện tại trên thị trường đang là đâu đó khoảng 900 nghìn, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Thì đây tôi sẽ bóc ra và tôi sẽ cho các bạn so sánh giữa hai cái điện này để các bạn có thể có được những đánh giá của mình để biết là hai cái điện này nó khác nhau như thế nào. Thì đây là cái điện thông thường. Các bạn những cái điện này thì tìm trên thị trường rất nhiều, các đơn vị gia công ngoài kia thì cũng rất nhiều đơn vị làm cái loại điện này, và cũng đơn vị nào thì cũng nhận mình là tiêu chuẩn khách sạn resort 5 sao. Và đây là cái điện thông thường. Thì như các bạn thấy thì tôi sẽ mở ra. Cái đệm thông thường này được bọc rất là sơ sài. Còn đây là cái đệm tăng tiện nghi, đệm topper của chúng tôi, Dada. Ở đây chúng tôi sẽ được hút chân không rất là gọn gàng này. Có túi zip rất là tiện cho việc vận chuyển. Khi mà các bạn nhận được hàng thì các bạn chỉ việc vặn cái nút này ra này. Sau đó thì bạn mở ra thì khi mà khí và hơi vào đây thì cái đệm sẽ được trở lại kích thước ban đầu. Đó. Đây là một cái điện tăng tiện nghi của Dada. Rồi. Như các bạn đã thấy thì hiện tại ở đây tôi đang có hai tấm đệm topper. Tấm đệm bên trái tay của tôi là tấm đệm topper thông thường, bán rất nhiều trên thị trường. Còn tấm đệm bên tay phải của tôi là tấm đệm topper của Dada. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhận xét với nhau về độ dày. Tấm đệm topper thông thường trên thị trường thì độ dày ở đây theo như các bạn bán hàng bạn ấy nói với tôi ý, thì tấm đệm này được có độ dày là 5 phân. Với đệm topper của Dada thì đệm topper của Dada có độ dày ở đây luôn giữ tiêu chuẩn là 9 phân. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là hai cái đệm này khác nhau về cái độ cao rồi. Tất nhiên thì sẽ dẫn đến cái việc là độ êm sẽ khác nhau. Với một cái đệm mà cái độ cao chỉ có 5 phân thôi thì cảm giác các bạn nó sẽ chỉ dày hơn cái giọt chăn gia đình nhà bạn, cái giọt chăn đông gia đình nhà bạn ấy, nó chỉ dày hơn giọt chăn đông gia đình của bạn nhà bạn một chút thôi. Thì đấy là đầu tiên về cái cảm quan ban đầu về cái độ dày. Cái thứ hai mà các bạn có thể cảm nhận được và khác biệt giữa hai cái đệm này đó là về cái vỏ bọc. Cái vỏ bọc của cái đệm tăng tiện nghi thông thường ấy thì nó sẽ được làm bằng vải với mật độ ni lông khá là cao. Điều đó khiến cho các bạn khi mà các bạn nằm ngủ ấy, mùa đông thì không sao, nhưng mà nếu mà vào mùa hè ấy, thì cảm giác rất là nóng bức và bí lưng vì nó không được thông thoáng. Còn tất cả các đệm tăng tiện nghi của Dada ấy thì chúng tôi sẽ được làm bằng vỏ vải cốt tông 100%, rất là thông thoáng, mềm mịn mát, các bạn làm sẽ không bao giờ bị cái tình trạng là bí lưng. Cái thứ hai tôi muốn nói về cái đệm tăng tiện nghi của Dada thì nó khác biệt như thế nào. Nhiều khách hàng sẽ hỏi là tại sao đệm của Dada có gì đặc biệt so với thị trường. Thì đệm Dada khác biệt so với thị trường là ở đây. Các bạn có thể thấy ở đây là những cái múi khâu tay, những cái múi khâu tay và được kéo nút rất là sâu. Để tạo ra cái đệm này thì công nhân của chúng tôi đã phải khâu tay thủ công 100%. Thông thường thì những cái đệm này sẽ là dùng máy để trần. Và để sản xuất ra một cái đệm như thế này thì rất là đơn giản. Các bạn sản xuất mất rất ít thời gian. Còn với cái đệm tăng tiện nghi của Dada, đệm tăng tiện nghi của Dada thì từng cái mũi đệm này, từng mũi đệm các bạn thấy rất là sâu này, thì chúng tôi phải khâu tay thủ công bằng tay 100% để đảm bảo làm sao mà luôn có đủ bông, đệm luôn đảm bảo độ dày. Như các bạn thấy ở cái đệm bên này thì đệm nó rất là phập phồng, nó không được căng cái sợi bông, rất là phập phồng. Đó, nó bởi vì nó thiếu bông, nó trần bằng máy nên rất thiếu bông. Còn cái đệm của Dada thì được khâu tay và bông sẽ được nhồi bằng tay, đảm bảo làm sao cho cái đệm luôn luôn được căng. Chính vì lý do đó là nhiều các bạn khi mà mua đệm tăng tiện nghi trên thị trường ấy với giá rất là rẻ thì các bạn mang về nhà các bạn dùng được khoảng có người thì sẽ dùng được khoảng 3-4 tháng, có người dùng được nhiều nhất khoảng 1 năm, thì cái đệm tăng tiện nghi của các bạn nó đã lún và nó xẹt, nó mỏng dính, chỉ còn lại như một cái giọt chăn thôi. Còn với đệm tăng tiện nghi của Dada thì bởi vì chúng tôi khâu tay thủ công 100% nên là sẽ luôn đảm bảo bông này về độ dày của đệm, giúp cho bạn có một cảm giác ngủ rất là êm ái và sâu giấc, không bị lún,
Và cái đệm này thì sẽ được bảo hành lún sẹt cho các bạn trong vòng 5 năm. Trong vòng 5 năm nếu mà các bạn mua đệm tăng tiện nghi của Radar mà bị lún, bị sẹt, chúng tôi sẽ đổi mới 100% cho các bạn. Đấy là yếu tố mà khác biệt giữa đệm Radar và đệm thông thường. Cái thứ hai mà các bạn có thể thấy, chúng tôi sẽ cho bạn xem cái đệm thông thường ấy. Đây, tôi có thể gấp gọn vào, gấp gọn vào như thế này. Đây, nó như một cái ruột chăn, các bạn cảm giác là nó không khác gì một cái ruột chăn gia đình thông thường. Các bạn có thể gấp gọn vào, các bạn cất đi. Thì như vậy thì có giá trị hay không? Khi mà một cái ruột chăn trên thị trường kia thì giá lại còn rẻ hơn so với một cái đệm tăng tiện nghi mà chất lượng chỉ như một cái ruột chăn. Còn với đệm tăng tiện nghi của Radar thì sao? Đệm tăng tiện nghi của Radar thì các bạn thấy rất là dày. Chúng tôi để mà các bạn mà gập gọn vào cũng như là để các bạn cất đi rất là khó. Bởi vì là lượng bông rất là nhiều. Đấy, lượng bông rất là nhiều. Cái thứ hai cái mà tôi muốn nói ở đây đó là về cái chất lượng bông và nguồn bông. Thì với đệm tăng tiện nghi của Radar thì chúng tôi sử dụng bông ở đây là bông nhập khẩu từ Hàn Quốc, nên là sẽ đảm bảo được chất lượng. Bông ở đây là bông nguyên sinh. Còn đa số các loại tăng tiện nghi trên thị trường với giá rẻ thì sẽ sử dụng bông là bông thứ sinh hay gọi là bông tái chế. Thì thứ nhất nó sẽ không đảm bảo cho các bạn về cái độ kháng khuẩn. Bạn dùng nếu mà bị ẩm mốc thì có thể bị hôi mốc rồi là vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn, cho con cái của bạn rất là nguy hiểm. Còn bông này thì sẽ là bông nguyên sinh, sẽ đảm bảo được về cái độ kháng khuẩn cho các bạn. Đấy, thì các bạn có thể thấy là hai cái điện tăng tiện nghi này thì nó khác biệt với nhau rất là nhiều. Một cái thì đó là một tấm đệm, một cái thì nó chỉ như một cái giọt chăn. Nhiều khách hàng mà khi mà liên hệ với chúng tôi hỏi thì các bạn vẫn luôn đặt vấn đề là các bạn đang hỏi một tấm lót đệm hay một tấm trải trên đệm. Với Radar thì nó không phải là một tấm lót đệm hay là một tấm trải đệm thông thường, mà với Radar thì đệm tăng tiện nghi là một tấm đệm. Một tấm đệm để các bạn đặt lên đệm nhà đã có và giúp cho đệm nhà bạn êm hơn. Nếu mà các bạn mua một cái đệm mà chỉ dùng được đâu đó khoảng 3-4 tháng hoặc cùng lắm là 1 năm các bạn bỏ đi và không mang lại được cảm giác êm ái, nằm thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đến gia đình, thì điều đó khiến cho cái chi phí cho bạn mua đệm rất là cao. Thay vì đó các bạn nên cân nhắc và đầu tư cho mình một tấm đệm phù hợp để có thể có cho gia đình mình những giấc ngủ tốt nhất. Trên đây là một vài cái nhận xét cũng như là cái đánh giá tôi đưa so sánh để cho các bạn có thể có những đánh giá cá nhân của mình, có sự cân nhắc khi mà tham khảo đệm tăng tiện nghi hay có đệm topper trên thị trường để các bạn có những sự đánh giá riêng biệt của mình. Xin chào và cảm ơn. We'll be right back.